Xin chào các nhà, bữa nay mình sẽ ăn món này nhá, cơm phô mai. Sau đó thì mình sẽ ăn một cái trái cây này, thì dâu rất là bự luôn. Quả đấy là giòn ngọt, cái lê đó là xoài. Bây giờ mình sẽ ăn món này nhá. I